Đất mèo đất 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 con mèo đất nó kêu meo meo. Người này 31 tuổi chạy bị da xe tải tông cái chút xíu về nhà đến khóc cái tỉnh dậy. Rõ ràng đó là xác định đau buồn ngừng thở rồi. Kìa. Khóc. Nó về. Quýnh nhà vậy. Không có thằng nhà. Chị nói đâu.
Em mòn rồi, chờ đợi tình yêu đã đỡ lại. Thank you.
Thank you.
Mặt lì với mình dạ kinh thật, ho một cái cũng thế này, đập một cái rồi. Thank you.